chào tất cả mọi người. Thì cái clip trước em đã giới thiệu sơ qua cho mọi người về cuộc sống với dòng xe đá mà bên em đang có và hiện đang sẵn cho mọi người. Thì tiếp đây em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng xe đá và nó là một cái loài thân cao cực kỳ lạ mà mọi người cũng khá là hiếm thấy. Thì đây mọi người ơi, mọi người để ý đẹp đúng không ạ? Nhìn giống một cái cây bonsai nhưng mà thực chất nó là một cái dòng xe đá bình thường và nó có là cái thân khác hơn các loại xe đá khác luôn mọi người. Thì đây nó có các cái tên hay và đặc biệt nó chính là cái cây ngọc bích mà hiện khác có nó còn có cái tên gọi khác đó chính là cái cây đô la ngọc bích nha mọi người. Đây mọi người để ý đúng không ạ? Lá của nó có một cái màu xanh nõn luôn mọi người ơi, và lá của nó cực kỳ dày, hoa của nó thì sẽ có một cái màu hồng nhạt, khá là đẹp và nổi bật, rất đẹp luôn mọi người. Thì cái cây này ấy, nó còn có một cái tên cực kỳ khác hay, đó chính là cái cây phỉ thúy mọi người ạ, cái cây phỉ thúy nha mọi người. Thì là nó là một loài cây có nguồn gốc từ Nam Phi và cây nó tượng trưng cho sự tiền tài, sự may mắn, tài lộc và đem đến nhiều vận khí cho cái người gia chủ trồng nó nha mọi người. Thì cây ngọc bích là một cái loài cây thân thảo và có chiều cao trung bình từ khoảng là 40 cho đến 50 cm tùy vào size cây nha mọi người. Thì cái cây này hiện tại thì nó chỉ có khoảng dao động khoảng là 25 cm thôi mọi người. Ngoài ra bên em còn có một cái loài to hơn, mọi người có thể tham khảo đây mọi người. Mọi người, đây mọi người ơi, nó có tên là cây, cũng là cây đô la ngọc bích nhưng mà dạng là đô la ngọc bích cẩm thạch mọi người ạ. Trời ơi, nó như một cái khóm hoa nhỏ xinh ý mọi người ơi, nhìn rõ đúng không ạ? Mọi người nhìn rõ hoa của nó đúng không ạ? Hoa của nó có một cái mùi thơm nhẹ nhàng, nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Lá của nó thì khác với lá của cái cây ngọc bích nhưng vừa giới thiệu kia thì lá của nó sẽ xen có thêm mấy cái sọc trắng nhỏ nên gọi là cây đô la ngọc bích cẩm thạch cho mọi người. Và hoa của nó cũng thế, hoa của nó sẽ có màu hồng nhạt hơn và nó thiên về cái màu gọi là màu trắng kem đi mọi người, nó có màu trắng kem nha mọi người. Trời ơi đẹp lắm ý, cái này mà đem đi tặng rất là hợp lý luôn mọi người ạ, đẹp lắm ạ. Đó thì đây là một cái chậu đô la khác của bên em. Thì cái lá của đây thì nội dung chính hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cây ngọc bích này nha mọi người. Thì lá của cái loại cây này cũng là một loài mọc nước và khá là dày dặn nha mọi người, rất là đẹp, lá của nó bóng nhảy luôn mọi người ạ. Thì và nó có màu xanh đậm này, thì mọc đối xứng nhau nha mọi người. Nhưng mà về hoa của cái loài này thì nó ít hoa hơn cái loài sen đá đô la ngọc bích kia, thì hoa của nó thì ít hơn và hầu như là thiên về lá mọi người ạ. Thì cái cây này nó có những cái hoa chùm nhỏ thôi nhưng mà hoa nó sẽ có màu hồng đậm, nhìn sẽ nổi bật hơn trên cái nền xanh. Và cái cây kia thì nó sẽ thiên về màu trắng nhiều hơn. Thì mọi người có thể lựa chọn một trong hai cây này thì là sở thích mọi người nha mọi người ạ. Thì khi nở thì ngôi nó có cái hình ngôi sao năm cánh cực kỳ đặc biệt nên chúng tôi cho mọi người nha. Đây nó có cái hình giống như ngôi sao nhạc nhã xinh xắn luôn mọi người ơi, đẹp lắm ạ. Mà cánh của nó cũng khá là dày nên là cái loài này chơi cũng được cực kỳ lâu, mọi người có thể mua để lên trên các bàn làm việc hoặc là để trang trí cho bàn học này, ở trong văn phòng này hoặc là để co các quán ăn, nhà hàng hay là khách sạn đều được cho mọi người, bởi vì nó cũng là cái tiền tài may mắn vận khí cho gia chủ trồng nó. Cái cây ngọc bích này không chỉ mang đến một cái vẻ đẹp thanh lịch sang trọng cho những cái chỗ bày trí mà nó còn có nhiều ý nghĩa trong phong thủy nha. Cây ngọc bích này còn nhiều biểu tượng cho sự giàu có này, sự tài lộc, sự may mắn, thịnh vượng này, hành thông, giúp cho gia chủ được tiến tới nhiều thành công này. Ta thường thấy chúng xuất hiện ở những cái chỗ mà kinh doanh này, những quầy tính tiền cũng với mục đích mang đến nhiều tiền tài cho chủ quán đấy mọi người ạ. Thì mọi người hãy tìm ngay cây này về cho mình để giúp mang lại nhiều vận khí tốt cho mình nha. Cái cây ngọc bích này thì nó còn có cái tên gọi là cái cây tình bạn,
không mọi người cũng thắc mắc rằng tại sao nó có một cái tên hay như thế, thì bởi nó là mà biểu tượng cho một cái thiên đại trong sáng thuần khiết nha. Ngoài ra ấy, thì cái cây này nó còn còn bộ thi ra hoa còn mang ý nghĩa là điềm lành này, đảm bảo cho gia chủ sắp đón nhận nhiều may mắn vận khí và tài lộc trong công việc làm ăn nha mọi người. Thì cây ngọc bích này trong phong thủy nó có ý nghĩa rất là đẹp, vừa về sự nghiệp vừa về tình đạo đều được, mọi người có thể đem tặng đấy hoặc là để khi trang trí cho phòng mình. Còn về mệnh tuổi hay là về hợp tuổi nào ấy, thì cái cây này xét về mệnh, cây ngọc bích này nó có sai nên là hợp với những cái người mệnh mộc. Thì mọi người cũng biết rõ là màu xanh sẽ hợp với người mệnh mộc đúng không? Ngoài mệnh mộc ra thì mệnh hỏa cũng là một cái mệnh cực kỳ hợp với cái loài cây này nhá. Thì tương sinh với mệnh mộc thì cũng theo trong phong thủy thôi, thì nó sẽ hợp với những người mệnh mộc và mệnh hỏa. Còn xét về tuổi thì nó hợp với những cái ấy, những người có tuổi, những người mệnh mộc thuộc các tuổi đó chính là nhâm ngọ này, tý hợi này, bận thìn này, hay là quý mùi, nhâm tý, thì đều hợp với những cái loài, hợp với cái loài cây đô la ngọc bích này nha mọi người. Thì mọi người những cái mà là ấy thì hợp cái tuổi này trồng cái loài cây này thì cực kỳ nhiều may mắn và ý nghĩa là mọi người để ý rõ là bộ rễ của nó cũng khá là đẹp. Mọi người cũng có thể trồng bonsai này, có thể phối thêm các chậu tùy hợp với những cái tuổi và mệnh của mình này. Ví dụ như là mệnh mệnh kim nhỉ, mệnh kim thì mọi người chọn những cái chậu có màu trắng hoặc là cái màu xanh chẳng hạn. Còn với người mệnh mệnh thủy thì mọi người chọn những cái chậu có màu xanh dương, khá là hợp. Còn người mệnh mộc thì mọi người chọn những cái chậu màu nâu nha mọi người. Thì cái cây này thì nhiều ý nghĩa đẹp lắm đấy ạ. Mọi người hãy lên ngay về trồng cho mọi người. Thì ngoài cây này thì nó cũng còn những cây to hơn mà mình cũng có thể lựa chọn. Thì, nếu mà mọi người thích ý, thì hãy liên hệ ngay trực tiếp qua bên shop đại chỉ Trần Bình, đại chỉ cầu giấy Hà Nội, nó ngay đối diện của mai dịch shop ở ngay bên đấy nha mọi người. Ngoài ra thì mọi người thích ý, thì cũng có thể tham khảo thêm một cái sen, một số loại sen đá khác chẳng hạn như kiểu là sen đá thẳng mít này, là cũng có thể tham khảo thêm một số cây đá đời hoặc là các cái cây để đàn như là cái cây trường sinh này mọi người. Cái cây trường sinh này lá của nó nhìn là mọi người đã thấy đúng không, lá của nó rất là bóng và mọng nước. Cái loài này cũng cực kỳ dễ chăm như các loại sen đá như ra vào cái mùa này thì chăm cái cây này cực kỳ tốt cho mọi người. Cây này hợp với mệnh người mệnh mộc này, trông cực kỳ đẹp, nhìn đẹp là lạ với mọi người. Ngoài trường sinh này ra nhá, thì mọi người cũng biết là tháng tới là sẽ vào ngày gì đúng không ạ? Thì đó chính là cái ngày Giáng sinh. Ngày Giáng sinh ấy mọi người, thì cái cây này nó cũng mang cái ý nghĩa vào cái ngày Giáng sinh, nó có tên nó chính là cái cây tùng thơm. Đây mọi người nhìn vào cái chậu là đã mang đến cái không khí Giáng sinh cực kỳ đẹp rồi đúng không? Cái cây này thì bên em cũng giá rất là rẻ cho mọi người. Mọi người hãy đến ngay bên shop em nha. Đẹp lắm mọi người ơi. Tùng thơm nè, cái này có tên là tùng thơm nha mọi người. Còn có là lưỡi hổ nè mọi người, lưỡi hổ dễ chăm, dễ trồng, dễ chăm sóc, nhiều ý nghĩa mà bên nội em lưỡi hổ thì đắt hàng cho mọi người. Và cũng cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ bên shop em về những cái cây như thế. Lưỡi hổ kim tiền là mọi người, kim tiền, trời ơi shop em đang rất là nhiều kim tiền luôn, mà hiện tại nó đang ra mầm cực kỳ tốt. Loài này là loài mini size để làm mọi người, còn có cả chậu to hơn. Mọi người thích thì hãy ơi đến tham khảo nè. Kim tiền này là kim tiền nhỏ cái cao, còn có tính rộng hơn và lùn hơn thì nó có chiều cao dao động khoảng 20 cho đến 25 cm chậu mọi người. Hiện, mọi người cũng có thể mix thêm hoặc là thay đổi chậu tùy hợp với mệnh của mình. Mà cái cây này đây em giới thiệu cho mọi người cây khác đỏ rực, cây hồng lộc hiện tại đã ra hoa rồi mọi người. Trời ơi, cái này mang về tiền tài nhiều lắm,
nơi này đang rất được yêu chuộng và là cực kỳ đang ra tốt phòng nhé đó mọi người. Mọi người thích thì hãy liên hệ ngay qua xe nha. Thì qua cái video clip vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người sơ qua một số cái cây đã có ở chợ Bè, mọi người hãy tới ngay tại địa chỉ để góc sáng lên mình hoặc là để lại lời những cái bình luận về cái loại cây nào mà mọi người thích, hãy để lại dưới bình luận để em có thể biết thêm hoặc là em có thể lên tận nhà vườn của khu em để em tìm hiểu thêm và đem về cho mọi người nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.